Trưa ngày 3 tháng 3, một xà lan chở 27 container lưu thông hướng từ Trà Ôn về Mang Thít. Tuy nhiên, khi lưu thông đến cầu Mang Thít, do thủy triều dâng cao làm phần giữa của xà lan bị kẹt lại giữa cầu không di chuyển được. Xà lan nói trên do một người đàn ông trú tại thành phố Hồ Chí Minh cầm lái. Người này cho biết, trong lúc lưu thông có hai chiếc xà lan cỡ như trên. Khi thấy chiếc xà lan trước qua được thì chạy theo, nhưng không ngờ đến giữa thì bị kẹt lại. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường điều tiết giao thông, hỗ trợ phương tiện ra ngoài. Bước đầu quan sát chưa thấy ảnh hưởng đến phần dưới cầu mang thiết. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực hỗ trợ để đưa phương tiện ra ngoài.